Gặp lại bà ngoại nghèo nhặt ve chai nuôi chó cưng trong bộ ảnh gây xúc động hơn một năm trước vẫn không khỏi khiến người xem ngậm ngùi mà sống mũi cay cay. Cuộc sống dẫu có nhiều thay đổi nhưng tình cảm chân thành mà bà lão dành cho bé chó cưng năm nào dường như vẫn luôn hiện hữu ấm áp giữa lòng Sài Gòn tấp nập xô bồ. Khi mặt trời khuất sau những tòa nhà cao tầng, đó cũng chính là lúc những mảnh đời nghèo khó gặp nhau. Thời khắc ánh đèn đường sáng lên trên cầu Ông Lãnh, hai bà cháu vẫn ngồi đó bỏ quên đi những ưu phiền của cuộc sống. Người bà ngồi mệt mỏi dựa vào lan can, kế bên là chú chó màu vàng tên Sushi đang hí hửng làm trò cho bà vui. Hai gam màu đối lập nhau nhưng hòa quyện vào lại điểm thành bức tranh cuộc đời đẹp đẽ đến lạ. Người phụ nữ già có đôi mắt ấm áp đang ngồi dựa vào thành cầu ấy là bà Hoa, năm nay đã 72 tuổi. Mấy năm trước bà bán trái cây, nhưng nay không còn bán nữa vì bị bệnh khớp, di chuyển khó khăn. Giờ đây mỗi buổi sáng, ngoại Hoa đi mua ve chai. Đến khoảng 18 giờ, bà và chú chó Sushi ra cầu Ông Lãnh ngồi đến gần 0 giờ thì về nhà. Mặc dù nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên gương mặt đã nhuộm màu thời gian, nhưng vẫn khiến cho người xem cảm thấy chạnh lòng cảm thương. Ở độ tuổi này, điều mà bà lão đáng ra phải nhận được là sự yên ấm bên gia đình con cháu vây quanh, chứ không phải lang thang trên từng nẻo đường để kiếm sống ngày qua ngày. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Người ta vẫn hay nói vui như vậy. Nhưng thật sự, nếu đã từng một đêm chứng kiến những người nhặt ve chai lê mỗi bước chân nặng trĩu trong đêm dài lạnh lẽo bao trùm từng góc phố, ta mới phần nào hiểu được cái lệ, cái sự cô đơn mà Sài Gòn luôn âm ỉ. Trớ trêu thay khi bà Hoa lại phải lâm vào tình cảnh này khi đã ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Nhưng cũng thật may mắn thay khi bên bà còn có Sushi. Được người khác tặng lại khi cậu nhóc này mới lọt lòng tại Vĩnh Long. Đến nay, bà Hoa cùng Sushi đã bên nhau kề cạnh được 4 năm. Đó cũng là khoảng thời gian mà nỗi cô đơn như vơi bớt trong lòng người phụ nữ già. Lúc nào hai bà cháu cũng quấn quýt có nhau, đi qua bao nẻo đường của Sài Gòn. Bà Hoa thương đứa cháu 4 chân này lắm, toàn phải theo sát, sợ thằng nhỏ đi lạc hoặc kẻ gian bắt mất. Dù chú chó chẳng thể nói chuyện, tâm sự, nhưng cử chỉ linh hoạt, gương mặt vui tươi, phần nào cảm nhận được sự vui vẻ khi được ở cạnh bà của Sushi. Nhìn cái bộ chàng ta thè lưỡi, rối rít chạy tới chạy lui khi có người đến gần, lâu lâu lại quay sang hôn nhẹ bà Hoa một cái, trông chẳng khác nào đứa cháu nịnh bà khi khách tới thăm. Đôi khi chúng ta sống cả đời chỉ mong rằng khi mình già đi, sẽ có con có cháu để nương tựa, coi là niềm vui tuổi xế chiều. Một thân một mình bà lại chỉ có thể cầu cạnh bên chú chó nhỏ. Nhưng có lẽ với bà lão ve chai, bấy nhiêu cũng đã là hạnh phúc. Bà nói mùa dịch này ai cũng khó khăn cả. Sushi nó biết nên ngoan lắm, nó dễ nuôi, cho gì thì ăn nấy. Rồi cứ vậy mà cùng bà sống qua những ngày Sài Gòn đổ bệnh. Nhìn vào những khoảnh khắc đời thường này, có thể dễ dàng nhìn ra rất rõ niềm vui nhỏ này từ bà cụ 72 tuổi. Cứ mỗi khi nói về Sushi, mắt bà sẽ lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Ánh mắt mà chắc nhiều người từng nhìn qua được khi ông bà kể về mình cho những bà hàng xóm nghe. Cứ len lén lại lại hung bà ngoại, ngồi gần cứ hung hoài sao bà ngoại chịu. Bà vừa kể vừa cười hiền, chú chó như cũng hiểu được bà trêu nên thè lưỡi ngoe ngoẩy đôi tai, xoay đầu về phía bà để được cưng nựng. Con người thường định nghĩa hạnh phúc như một thứ gì đó rất khó tìm, khó chạm tới, rồi từ đó mà điên cuồng tìm kiếm niềm vui hão huyền xa xôi. Nhưng đối với các cụ ông, cụ bà, hạnh phúc đối với họ đôi khi chỉ đơn giản là lúc họ mệt mỏi về tuổi già nhất, buồn bã nhất, sẽ có một người bạn, không nói cũng được, cạnh họ là được. Cảm ơn người bạn nhỏ 4 chân đã luôn ở cạnh bà những lúc khốn cùng. Cầu mong hai bà cháu sẽ luôn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc như vậy.